Hello anh em nhé. Xin chào anh em đã đến với kênh channel của mình. Ngày hôm nay thì em giới thiệu cho anh em một mẫu, gọi là cái mẫu Hero. Mẫu Hero này thì cái mẫu mà hiện tại trên tay em là một cái mẫu là chắc 7.5 đầu 20 em ạ. Với cái mẫu này thì hiện tại giá của nó hiện tại bây giờ là 690.000, là dài 14 ly. Còn 12 ly thì rẻ hơn nhau nhé. 12 ly nó tầm dao động tầm khoảng 590 gì đấy. Nói chung là nó rẻ lắm. Cái giá đó hiện tại thì em nhận trên em được nhé. Hiện tại mẫu này là dài 14 ly, chắc 7.5 đầu 20. Sực mưa hai đầu này em này. Sực mưa hai đầu này. Đấy, sực mưa hai đầu này, thấy không? Đó. Thì như cái video được em nói ấy, thì bên em vừa nhập về một cái máy công nghệ mới, đó là cái làm cho xử lý các cái nét mai, nét bóng nó sắc nét hơn rất là nhiều anh em ạ. Anh em xem này, nó bóng loáng luôn, nói chung là nó so với cái video cái nạ trước ấy, so với những cái nạ trước bên em mai thì nó ví dụ được 10 điểm thì cái này là 10 điểm, cái đó chỉ được khoảng 7 đến 8 điểm thôi. Đấy, thì càng ngày thì là sụp lại về gọi là update những cái máy mới, những cái công nghệ mới để mình đáp ứng và đua chạy theo các cái mục đích và các cái gọi là cái thành công của các cái kỹ thuật mới hơn ha. Thì cái mẫu này ấy, Hero ấy, thì có ưu điểm là hẳn có cái éo này, là khi nào mình ốm ấy, em như này, bạc bái ngón này, mình ốm này, thì mình xỏ tay hoặc mình ốm này, thì nó rất là khớp này, em thấy không? Đó, một là ti này, hai là bạn ốm này, đấy, ốm này, đây này, ốm này, đấy hoặc cái ti này, đấy thì bái ngón này nó nằm ở cái vị trí không thừa không thiếu, em nhé. Đấy. Vì sao mà cái bạc này là hợp với cái mẫu này, tại vì là khi xem cái mẫu trước của em là cái mẫu này luôn, là có khắc trên Nguyễn An đấy này, thì bạc cái nhìn được cái form này là ứng tái của bạc ấy, là bạc ấy gọi điện đặt luôn ha. Khi đọc giá ấy thì bạc ấy chốt luôn, làm luôn. Đấy thì là đồ thêm hao đọc titan nữa, cũng có thể đồ được ở đấy rồi anh em nhá. Nhưng mà ở đấy không đồ, nói chung là ở đây muốn đồ cũng được, đồ cái ốc titan ở đâu vẫn ok anh em ạ. Cái mẫu này là cái giá của nó hiện tại 14 ly anh em nhé, là 690. Đấy, em sẽ báo giá luôn để anh em đỡ việc phải suy nghĩ về giá ha, nó quá rẻ. Khi anh em nếu mà ứng cái giá đó thì anh em có thể gọi điện qua trực tiếp qua số điện thoại ở trên màn hình đấy để mình làm việc ha. Anh em thì người thật việc thật, không lừa không dối. Công nghệ mới năm này, bóng chưa, loáng chưa này, công nghệ mới đấy, không có một vết tì vết, đẹp mê mông mơ này, đó đẹp mông mơ, không có một tì vết. Đó, sực mưa hai đầu, hai mặt như này sực mưa, xung quanh này là bóng hết. Đó, anh em nào cần thì cứ inbox nhá. Giá thế này thì quá đỉnh luôn, chứ phải là anh em nó phải lo về phần giá đâu. Thứ nhất không lo về phần giá, thứ hai không lo về cái phần chất lượng sản phẩm. Bên em update để đạt yêu cầu tối đa, để khi anh em nhập nã của bên em về là không phải lăn tán về phần chất lượng em nhé. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Ok anh em, đấy là thực tế nhé. Đấy là em nó mặc cái áo cọc mà. Mùa hè này thì hầu như là phải mặc cái áo này mới đi sáng được, cho dù mặc cái áo âu nặng kia là mệt lắm. Đấy là cái sản phẩm mà cái gắng tay đeo này. Khi anh em đeo cái này ấy, này anh em có cái ngoặc cái này thì anh em bỏ tay được. Đấy, như em là khi mua mà đi sáng như thế nào thế này. Đấy, ok anh em. Anh em không cần đeo cái này được, cái này thì cũng cần được, anh em bỏ ra cái này. Đấy, cái này
nhưng mà em thích thế này cho nên nhìn nhiều con gái chút. Ok anh em nhé. Đây tương tự bên này đấy, thì cái vải này ấy, là cái vải em thấy rất là mát em ạ, rất là mát, cực kỳ mát luôn. Không biết tại sao mà cái vải này vải kiểu chim cảm thấy rất là mát lắm, cái mặt này nó mát đấy. Khi anh em cầm nã bán thì đấy giống như là một cái găng tay luôn đây. Đấy anh em, đấy đấy cực kỳ mát em ạ, cảm giác mát cực kỳ. Ok em nhé, anh em cần cho anh em cứ alo nhé.